Chạy mô tô, xe đạp, chơi các môn thể thao bận cả hai tay, hay đơn giản là đi với gia đình mà muốn bắt trọn tất cả những cái khoảnh khắc, muốn góc nào cũng quay được, quay cùng một lúc nhiều góc, nhiều người, thì GoPro hay bất cứ cái action camera nào cho dù đắt tiền tới đâu đi nữa thì cũng thua. Những lúc như vậy thì camera 360 độ mới thực sự phát huy tác dụng. Và đây là cái camera mới nhất của nhà Insta 360. Dài nữa xem nào, anh em thấy không? Có thể giấu camera luôn, chạy mô tô gì nhìn ảo lòi luôn. Hello anh em, đây là một cái thiết kế camera mà siêu tiện dụng dành cho gia đình cũng đúng, mà người được vận động viên chuyên nghiệp cũng đúng. Tại vì cái đối tượng mà vận động viên chuyên nghiệp thì sẽ có những cái góc quay rất là độc lạ, kiểu như là dù lượn các thứ, nhưng mà đối tượng gia đình ấy, là đối tượng mà rất bận tay. Đây, mấy cái lúc như thế này bận tay thì làm sao mà chọn góc để quay phim được, đúng không? Cái gậy 360 độ quay được mọi góc như thế này này. Đó thì là phù hợp nhất. Không phải cầm camera như này xong rồi điều chỉnh góc xong rồi không biết là hình ảnh nó có vừa vào khung hay không. Đấy, camera 360 độ quay một phát ăn liền luôn ha. Hai năm trước ra mắt X3 và bây giờ năm 2024 thì chúng ta có X4 quay được 8K. 8K có nghĩa là số lượng điểm ảnh nó tăng gần 80% so với lại 5K7, là độ phân giải cao nhất của những cái cam 360 trước con này. Đó là X3 nè, GoPro Max nè. Độ phân giải cao thì tất nhiên là khi reframe về để mà zoom vào lấy khung đó thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Và cái file 8K H265 này vẫn có thể edit được trên điện thoại bình thường nha anh em. Điều tuyệt vời là kết nối với điện thoại nó rất là mượt, rất là dễ thôi. Chúng ta vào trong cái app đó, xong rồi bấm kết nối phát là nó sẽ tự động kết nối. Và cái app trên điện thoại này thì biên tập nó rất là dễ dàng. Khi mà mình chọn góc, mình chọn hoàn toàn bằng cảm ứng này. Đó, mình chọn góc qua góc lại như thế này và chúng ta có thể download rất là dễ dàng về điện thoại. Thậm chí là khi mà chúng ta vừa kết nối qua, chưa có cần download gì hết, là chúng ta có thể xem playback các thứ rồi, bởi vì nó hỗ trợ một cái công nghệ gì đó để mà truyền file nhẹ qua trước để chúng ta xem. Sau đó khi mà chúng ta làm biên tập các thứ render thì nó mới bắt đầu chuyển cái file gốc ra để mà chúng ta render. Thì cái quy trình này nó làm cho tối ưu không dây, rất mượt và rất nhanh. Thậm chí là những cái file video 8K thì chúng ta vẫn có thể biên tập được, bởi vì chúng ta có cái mod proxy này, cái mod proxy này, để mà biên tập mà cái độ phân giải nó nhẹ hơn á. Chúng ta biên tập thì biên tập cái file nhẹ, nhưng mà đến lúc mà render thì render với file gốc, cho nên chúng ta vẫn có chất lượng cao. Kể cả điện thoại của anh em có là điện thoại nó cũ nó yếu thì vẫn dùng được với những cái độ phân giải video cao 8K. Wow. Có một cái thay đổi nhỏ đó là bây giờ khi mà chúng ta quay video 360 độ á, thì chúng ta sẽ có mỗi video là một file duy nhất luôn, chứ nó không có phải là chia ra hai file như là X3 hay là GoPro Max trước đây nữa. Quản lý file dễ hơn, tránh trường hợp là chép thiếu file này nọ. Một cái thay đổi lợi hại nữa mà thậm chí nhiều anh em cần hơn cái 8K đó là 5K7 chúng ta đã có 60 khung hình trên giây, và ở 4K là chúng ta có tới 120 khung hình trên giây nha anh em. Để chúng ta có thể bắt được những khoảnh khắc slow motion và độ phân giải của chúng ta vẫn cho chất lượng hình ảnh nét đẹp xịn. X3 thì chúng ta sẽ chỉ có 4K 60 khung hình trên giây, và ở cái mức này ấy, thì khi mà chúng ta reframe zoom lên thì chất lượng hình ảnh nó sẽ bị thấp. Cái đường này mình kéo xe xuống được không? Được. Đây là viên đá của ngày hôm nay, rừng quốc gia Bạch Mã. Còn đối với chụp ảnh, cái thứ mà đôi khi các bạn sẽ cần nhiều hơn cả quay video thì dùng ảnh nhiều hơn, sướng hơn và nhanh hơn, có thể chia sẻ lên mạng xã hội luôn, thì 72 megapixel chụp ảnh anh em ạ. Còn Insta X4 này nó được trang bị thêm cái AI để xử lý ngay lập tức luôn. Để khi mà chụp ảnh vào thì trong này nó sẽ tự xử lý cái hình ảnh để chúng ta có một cái hình ảnh có độ sắc nét, chi tiết, giảm nhiễu, và xử lý luôn cái phần độ sáng để chúng ta có một cái tấm ảnh để có thể đăng luôn lên trên mạng xã hội. Chúng ta có thêm một cái tùy chọn là mega ảnh á. Mega là cái ít méo hình hơn để phù hợp với việc là quay nhà, cửa, đô thị, những cái mà cần có giảm cong á. Còn cái góc mà ultra thì sẽ phù hợp với việc là đi ngoại cảnh, leo núi, những cái môn thể thao ngoài trời mà không có yêu cầu có perspective hay góc nhìn nó phải thẳng.
cái góc nhìn này mặc dù là chọn trên máy nhưng mà về nhà chúng ta có thể hậu kỳ bằng cái phần mềm trên điện thoại hoặc là Insta Studio trên máy tính ha, để mà lựa chọn cái góc, lựa chọn cái cách mà nó khử cong hay là không khử cong. Và mặc dù là camera 360 độ nhưng bạn vẫn có thể quay một cam thôi, dùng một trong hai cam để quay thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 4K 60 khung hình trên giây. Nhưng mà hơi tiếc là nếu mà quay 9:16 thì nó chỉ có 30 khung hình trên giây thôi. Còn có một phần khá hay là chúng ta có thể chọn chế độ là free frame để mà quay một cái khung hình vuông, anh em thấy không? Sau đó thì chúng ta bật lên để mà nó canh khung hình dọc và ngang á, bằng cái lưới chỗ này này, tắt cái lưới này, bật cái lưới này để xem khung hình dọc và ngang luôn. Đó. Free frame là khung hình tự do á, anh thấy không? Ảnh nè, khung hình miễn phí, tiếng Anh là free frame á. Riêng những cái cam 360 của hãng Insta thì được trang bị một cái mod tên là Mi Mod. Mi là tôi á, mod là chế độ, nghĩa là một cái mod quay cái góc quay của mình. Tất nhiên là nó cũng sử dụng hai cái cam này nhưng mà nó ghép ra luôn một cái video xóa gậy, có nghĩa là giống như một cái camera tàng hình đi theo mình á. Nó sẽ lấy cam trên một cái góc phía trên, một cái cam dưới một cái góc phía dưới như thế này vác ra, và chúng ta sẽ có luôn một cái góc về bản thân mình. Nó ví dụ như cầm như thế này là nó sẽ lấy trên đầu xuống dưới đất. Đó, chế độ Mi Mod này, xoay camera thoải mái luôn, thấy không? Nhưng mà thường thì cái góc quay này ví dụ như gắn vô đằng sau của xe mô tô, hay là gắn kiểu như cầm tay đi như vậy luôn, hay là những cái góc mà mình muốn có cái góc bản thân mình á. Nếu như mà anh em dùng action cam thông thường á thì sẽ là gập cái action cam về đây thì nó cũng có một góc nhưng mà sẽ thấy cái gậy, thì cái này là không thấy gậy luôn. Và cái Mi Mod này cải tiến hơn đời trước là nó có 4K 30 khung hình trên giây Mi Mod, và 2K7 thì nó lên tới 120 khung hình trên giây. Đó, thoải mái làm slow motion với các thứ, xuất phát ra file và up cái file đó lên trên mạng xã hội luôn, không cần phải edit nữa nha. Riêng cái Mi Mod này là xuất ra video MP4 luôn, không cần phải biên tập, không cần phải hậu kỳ chỉnh sửa gì nữa, ra video luôn. Tai nghe Bluetooth anh em ạ. Tai nghe Bluetooth nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị micro tai nghe để mà kết nối không dây Bluetooth. Vào trong này nó có tích hợp sẵn cái module Bluetooth để chúng ta kết hợp AirPods hay là những cái tai nghe bộ đàm dành cho anh em nào đi mô tô như là Sena hay là Cadro hả? Cadro. Và mic Bluetooth như là DJI Mic 2 nè, có thể kết nối được không dây. Đó, rất là tiện. Mình đang ở trung tâm thành phố Sê Công, nơi diễn ra lễ hội té nước đó. Ở đâu cũng nước hết. Thời tiết siêu nóng luôn, nước ở dưới cái thùng này nè. Bây giờ nó phải khoảng 40 độ. Thế đi qua một cái té nước nhưng mà đi đâu cũng thấy mát hết. Thấy mát, mát, đã lắm, quá là mát luôn. Thiết kế của dòng X này là nó thiết kế đối xứng cho nên là cái viền ghép nó rất là chuẩn, xóa gậy cũng rất là sạch. Sạch hơn các cái dòng camera mà thiết kế camera nó lệch hơn một bên. Cái thiết kế quay 360 độ được ghép bởi hai camera hai bên, mỗi camera 180 độ. Thì cái điểm đặc biệt đó cũng là một cái điểm bất lợi, bởi vì nó lồi ra khi mà đặt xuống đất thì chắc chắn là nó sẽ bị đổ một cái cam này xuống dưới đất. Thì thường chúng ta sẽ quay action thể thao mạo hiểm thì sẽ có đất đá hoặc lâu lâu là bị ngã nữa. Mà ngã xuống, nếu mà như GoPro thì đôi khi nó vỡ cái nắp kính ngoài, chúng ta có thể thay, hoặc là nó vỡ cái màn hình này chúng ta vẫn có thể quay. Nhưng mà con này á thì chắc chắn là nó sẽ vỡ một trong hai cái cam thôi. Và Insta360 đã thiết kế một cái ngàm để chúng ta có thể gắn thêm một cái cover để bảo vệ. Chúng ta có hai loại cover thường và một cover đắt tiền hơn để có lớp tráng phủ xịn để có thể có hình ảnh trong trẻo hơn. Và đi kèm theo máy thì chúng ta có cái cover bản standard. Còn cái cover mà bản trong suốt hơn đó thì mua thêm, tất nhiên rồi. Ngoài cái cover để bảo vệ cái ống kính thì chúng ta sẽ có thêm một cái cover để bảo vệ màn hình cho những cái trường hợp mà cảnh quay nguy hiểm, hay là gắn ở dưới gần đất cho chạy mô tô ấy, sợ đá rồi nó văng lên thì chúng ta bảo vệ cái màn hình luôn. Đấy, an toàn, an toàn. Bullet time là một cái hiệu ứng giống như phim ma trận á, hiệu ứng lắng đọng thời gian á. Thì những cái cam 360 của Insta á, nó có thêm một cái phụ kiện hỗ trợ là một cái tay cầm xoay á. Cái con One X2 á là chúng ta quay được 2.7K ở 120 frame. X3 là 4K 120 khung hình trên giây đúng không? Thì con X4 này nó lên tới 5.7K 120 khung hình trên giây. Đó, quá là ghê luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không có tay quay bullet ở đây để test cho anh em. Em nhìn nha, 5K7 đúng không?
8K nè, 11K là dành cho chụp hình timelapse á. Đây, tua nhanh thời gian đó là timelapse á, là chụp ảnh timelapse 360 độ tự ghép lại thành một cái video độ phân giải 11K này, về nói chung là phóng lên để lấy một cái góc nào đó trong ảnh gọi là thoải mái luôn. 11K. Ui. Nhức cái đầu ha. Còn time shift thì nó được 8K anh em ạ. Đấy, tua nhanh thời gian là timelapse ha. Còn điều chỉnh thời gian nó là time shift này. Thấy không? 8K 30 khung hình trên giây. Time shift là một trong những cái hiệu ứng tạo ra cái video dễ dàng nhất. Cái mà đầu tiên anh em nên thử khi mà dùng bất cứ cái camera 360 độ nào ha, thì anh cầm cái camera xong rồi quay chính bản thân mình, xong đi một vòng quanh một cái địa điểm du lịch, quanh một cái khu vực, quanh một cái con đường, tạo hiệu ứng time shift, tua nhanh cái là có một cái clip thú vị ha. Take a photo. Start recording. Đó, ngoài luôn ha, điều khiển bằng giọng nói nó nghe mình được luôn. Mình có 5 cái điều khiển bằng giọng nói là stop recording, start recording. Đó, stop kìa. Đó, take a photo với lại sit down camera. Đó. Thực ra thì nếu mà anh em không có điều khiển được bằng giọng nói, hoặc là ở những chỗ mà nó quá đông người, ví dụ như cần chụp ảnh nhóm hay là cần cái gì đó mà vốn dĩ mình ở xa camera, với không tới camera, nói camera cũng không nghe được như ở chỗ đông người ấy, thì mình vẫn có một cái cách điều khiển, đó là bằng cử chỉ, gesture, đó, giống như ma thuật ấy. Rồi bật lên. Sau đó thì chúng ta quẹt xuống và kích hoạt cái phần bàn tay chỗ này. Đây, điều khiển bằng cử chỉ. Ở đây nó hướng dẫn rất là dễ dùng luôn, nó minh họa rất là trực quan. Giơ 5 ngón này, giơ 2 ngón này. Rồi, ok, nè, 5 ngón tay. Đó. Quay được kìa. Rồi, giơ tiếp. Mình thử xem ở bên hông coi nó có nhận không. Hông là chỗ khá là khó. Nhân không này. Không nhận, phải nhận trước camera. À, chứ bên hông là không được. Cũng đúng, tại vì thường thì mình nhìn vào cái màn hình này để mà mình điều khiển góc quay được các thứ. Mình nhìn vào màn hình là ok, thôi dừng đi. Ồ, như ma thuật anh em. Quay. Ghê. Dừng. Chụp ảnh. Đó, hay ha. Điều khiển rất là trực quan. Nhưng mà có phải là tết đèn nước là vì nóng quá cho nên là cho nước nhau đúng không? Không, đó là cùng lại với đi gọi là Lào, Việt Nam, Thái Lan, Biên Mao, nó có tình cùng anh. Đó không phải là của nước nào hết đó. Giống như là một cái lễ hả? Của những người Đông Nam Á. À. Như anh thấy là Lào, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, cả một số vùng miền Nam của Việt Nam mình đều có lễ hội này. Cái màn hình này cũng được nâng cấp từ bản X3 là 2.29 inch lên 2.5 inch. Đó, màn hình to hơn, rõ hơn, sáng hơn. Theo mình cảm giác thì mình nhớ là cảm ứng của con này nó nhạy hơn con X3 rất là nhiều luôn. Cảm ứng rất là nhanh, rất là nhạy, bộ xử lý có vẻ là mạnh hơn rất nhiều so với lại cái đời trước. Wow, Google thì thôi chứ. Mặc định là nó chống nước có thể lặn được lên tới 10m nên là không có lo, vì mưa là ok kể cả lặn. Đôi anh chú là đi biển về rửa nước ngọt lại một chút xíu là ok. Còn cái USB Type-C ở đây á, là nó được nâng cấp lên 3.0 thay vì cái bản trước là USB 2.0, để mà tốc độ chép dữ liệu cắm vào trong máy tính nó là sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên nếu mà anh em muốn nhanh hơn thì có thể sử dụng cái thẻ UHS-II của Lexa, quay xong chép thì cái thẻ đó có thể khá tốt, mà mình test tốc độ chép lên tới 170 MB trên giây khá là ok. Nói về chép file luôn thì nó có một cái chức năng khá là hay, đó là Quick Transfer, là khi mà chúng ta xem một cái video á, thì nó có bên trái phía dưới nó có một cái nút, nhấn vào cái nút đó, lướt nha, muốn tải cái nào qua điện thoại á, thì bấm vào cái nút chỗ này, đó, tải xuống ứng dụng, ok, đó, tải về, xong, rồi, tiếp, tải cái nào, cái này đi, bấm tải, rồi, nó tự tải vào luôn, 1.88GB nè, tốc độ 26MB trên giây. Xong, rất nhanh và dễ dùng. Và cái hay ở đây là khi mà mình tắt cái ứng dụng này đi thì nó vẫn sẽ tải ở trong nền, chứ nó không bắt buộc phải mở ứng dụng thì mới tải giống như GoPro. Đó. Một điểm cải tiến đáng nể nữa đó là cục pin của Insta X4 là nó to hơn, dung lượng nó bự hơn.
X3 là 1800, lên X4 nó là 2290mAh. Hãng công bố là quay được 134 phút. Và thực tế là mình có test mang một con này nè, trong một cái chuyến đi vào rừng từ sáng sớm rồi đi ra câu cá, quay các thể loại luôn, thì tới hơn buổi trưa là hết pin, là tổng quay được 122 phút. Lý thuyết 134 phút mà quay được thực tế 122 phút, quá ghê luôn. À, đó là độ phân giải 5K7 quay 360 độ 30 khung hình trên giây nha anh em, là quay được 122 phút. Còn quay 8K thì anh em sẽ quay được khoảng 60 đến 70 phút, là một khoảng thời gian rất ghê. Và đặc biệt nha, là mình quay con này ở ngoài nắng, quay liên tục ở trời nắng trong những thời tiết mà nắng nóng, siêu nắng nóng như thế này mà nó không bị quá nhiệt. Có những cái shot quay bấm liên tục 360 độ lên tới 35 34 phút nhưng mà không có một cái lần nào mà nó thông báo là bị quá nhiệt hết. Không hiểu, anh em mình không hiểu, không thể hiểu được. Còn về phần chống rung thì mình không nói nữa. Trong máy thì nó tích hợp một cái cảm biến gyro, là cái cảm biến chuyển động á, để khi mà chúng ta di chuyển như thế này thì cái cảm biến nó sẽ ghi lại cái data chuyển động để mà nó kết hợp để nó chạy phần mềm chống rung. Đi siêu êm mượt luôn. Có thể chống rung cái xoay này, giữ nguyên đường chân trời horizon lock 360 độ. Đó. Chống rung tốt, rất là hữu dụng với anh em nào mà chơi thể thao mạo hiểm các thứ. Wow. Xịn. Quá nhiều thứ xịn sò tích hợp vào trong một cái con cam 360 độ. Quay xịn, chống rung, truyền tải file nhanh, cảm ứng xịn, có bảo vệ, an toàn đấy. Nhưng mà nếu anh em nào mà dùng X3 mà đang cảm thấy hài lòng và cũng không cần có cái cover để bảo vệ vì không có dùng những cái shot mà có cái độ nguy hiểm, sợ chảy xước, sợ rơi đồ á, thì X3 vẫn là một cái lựa chọn rất là tốt. Nhưng mà nếu muốn chất lượng hình ảnh cao hơn, quay đêm tốt hơn, an toàn hơn, quay được lâu hơn, pin trâu hơn, muốn xịn nhất, hiện đại nhất á, thì múc thôi.